Chào các bạn, hôm nay mình làm món cá cửa nấu canh chua nhé. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm món cá cửa nấu canh chua như thế nào nhé. Đây là con cá cửa nè mọi người ơi. Ở trên đất liền của mình á, tại sao con ghè nó cũng cá cửa mà mình không gọi là con ghè cửa, mà ở dưới biển á, là cái con cá này á, nó cá cửa mình gọi là con cá cửa, ở con cá nào nó cá cửa là mình cứ gọi cá cửa. Để mình quay gần xíu cho mọi người cùng xem tại sao gọi là con cá cửa. Đây cái cửa của nó nằm ở sau đuôi nè mọi người. Đây cửa này, cửa nó rất là sắc bén đó. Đó, em này một năm rồi mình mới gặp lại đó, hàng hiếm đó, em này ăn ngon lắm, thịt ăn ngon lắm. Đây là gọi là cửa vàng nha mọi người. Đó, cái cửa đuôi yến của nó này, cái cửa sau này, cửa này rất bén. Nó ở dưới nước mình bắt nó là sơ sẩy một phát là nó cửa cái trúng vô trong người mình, là một cái tay chân đâu đó là biến hơn là cái dao lem cửa rau của mình nha mọi người, rất là biến. Đây đây là cửa đó này à. Người biến thì mình chỉ nấu chua thôi, còn ở trong đất liền thì mình nướng, hút nước rất ngon. Con này nó lọt dê không có được nha mọi người, mình sắc lét lên mình nấu thôi mà lọt dê không có được đó. Mọi người xem ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh tương tác của mình nhé, mình rất cảm ơn các bạn. Các bạn nào xem video nhớ để lại comment bên dưới để mình biết, để mình theo dấu chân của mọi người đến nhà để tặng quà cho mọi người, cho mình không có quên. Họ cứ mọi người tặng quà ủng hộ cho mình thì mình cứ trả lại. Bây giờ mình sẽ làm nấu canh chua này thôi. Công đoạn mình làm con cá cửa thì nó cũng đơn giản, cũng hớt ra rồi cắt rất nhanh, chứ không có đánh dĩ như mấy con cá khác. Nhưng mà thịt nó rất là ngon. Đó. Cái này hình như con cái chứ còn chắc con cái đực thì mình thấy nó cái cửa của nó dài như cái ngà voi vậy nha mọi người. Cái cửa nó dài mà nó quéo lên như cái ngà voi vậy, nó rất là nguy hiểm. Thành ra cái con này cái cửa nó cũng hơi ngắn. Vậy mình giới thiệu tới các bạn xem. Trong cuộc sống của mình thì có những người cũng chắc cũng có lẽ chưa biết cái con cái cửa này. Đó. Cuộc sống muôn màu mà. Cái chúng ta biết, nhưng mà cái thì chúng ta chưa cách ở biết. Mình hôm nay mình quay cái này để mình up lên giúp các bạn tìm hiểu thêm cái nhận biết của mình về các loài cá ở dưới biển. Dưới biển thì có những con độc lạ lắm. Mọi người cứ theo dõi kênh của mình thì sau này mình sẽ quay những cái con độc lạ ở dưới biển cho mọi người cùng xem. Ở trên rừng thì những con độc lệ thì mọi người cũng biết rồi, mình cũng vậy, mình cũng biết. Nhưng mà cá dưới biển thì có những con nó độc lệ nó tiềm ẩn dưới đáy đại dương rất là nhiều chủng loại. Cái nhiên liệu của mình dùng để mình nấu con cá cửa lúc nãy mình giới thiệu đến mọi người nè, môn, ý hành, đây là kè thơm, mi đậu bắp. Cái gia vị này mình dùng mình đỡ nấu chua. Ở ngoài biển thì anh em thích ăn canh chua không à, chứ còn úp xẻ nướng thì kho cá đó. Ngoài biển thì nó vậy đó, sống của anh em ở trên biển là thuyền là nhà, vô hương là biển cả. Cuộc sống của anh em trên biển là lúc nào trời êm ái thì cuộc sống rất là thanh thản, còn trời sóng gió thì như anh em cứ đi trên đầu sóng ngọn gió rất là khó cực. Nên mọi người xem nhớ ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh để mình có động lực để mình ra những cái video những con độc lệ dưới biển rất là nhiều. Đó.
cuộc sống của mình là rất là nhiều tiềm ẩn những con độc lệ ở dưới đại dương. Cảng que mình chưa khép vé hết thôi. Đây thịt con cá cửa nãy mình nói nè, giờ anh em cũng để ra thịt hoàn tất rồi nè mọi người. Đó, chắc lát lên em này một năm mình mới gặp lại, rất là mừng. Dạng hàng hiếm anh em cũng thích ăn con cá này lắm. Con cá này chủ nậu người ta biểu bắt sống bán 170.000 một ký. Thôi mình không dám không, mình không có cái ghen lớn rồi đó, chỉ bắt như vậy thôi. Anh em ăn được rồi chứ không có bán. Bán thì bắt sống rồi khổ cực lắm. Đó là cái đuôi đó mà nó quẩy một phép là thôi chứ giờ nghỉ cũng tò chứ thì nào nghỉ rồi mới đi lại được. Đó, này mình trên biển thì đôi lúc có những chỗ cá nguồn internet thì mấy bạn làm video cũng cực khổ cũng như mình thôi. Mấy bạn đăng lên thì mình nhà thì có wifi thì mình xem cho mấy bạn, nhưng mà rất nhiều mình đăng ký đông mà mình bấm chuông hết thì mình xem từ trên dưới, nhưng mà cái lượng tải video đó rất là đông cho nên cũng tùy ngẫu nhiên. Mà mấy bạn mà xem video của mình thì nhớ ở lại comment bên dưới để mình biết ngã mình về nhà mình sẽ lỡ các bạn nha. Mình thì hứa rất là uy tín. Bạn nào mà xem video của mình để lại comment bên dưới thì mình về mình thăm nhà các bạn lại liền à. Chứ mình không có thể cái trái tim vô đâu, mình thăm trước rồi mình mới thẻ trái tim đó. Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Rồi cái con cái cửa này giờ anh em cũng để ra thịt rồi nè. Bây giờ cái anh đầu bếp nhà hàng này anh chuyên môn anh nấu ăn nè mọi người ơi, anh nấu rất là ngon nha mọi người. Đó, chút nữa anh teo kè nè, nghe tôm rồi đầu anh đổ ké này cho anh teo luôn. Cuộc sống bên biển là mình teo với xèo không à, chứ còn không có chưa biết những thứ khác. Mọi người cùng đốt xem anh nấu như thế nào nhé. Cái nào canh cái cửa nấu chua nè mọi người ơi, mình giờ cũng nấu xong rồi nè. Giờ gấp ra anh em dùng bữa trưa. Anh em thích ăn cái này lắm. Đó, kia là cơm nha mọi người. Muối ý, làm muối ý để mình chấm này. Cái này chấm muối ý mới không có tanh, chứ còn chấm mắm thì ăn nó dở hơn. Thành ra anh em là thích ăn muối ý hơn. Đây, phè xí nước vô chấm cho nó dịu. Nấu xong rồi mọi người. Khâu nấu nước cũng để hoàn thành rồi, bây giờ mình mời cả nhà cùng dùng bữa trưa với mình nha. Cảm ơn mọi người ghé thăm ủng hộ mình, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Bye, giờ mình cũng dùng bữa trưa chứ mình nắm mình quay gì thì anh em bả mình lại đằng sau á. Cảm ơn mọi người nhé.